vui khi được gặp các bạn trong video lần này của Ly. Chúng ta cũng biết là con gái thì rất là thích shopping, và mỗi khi con gái shopping thì rất là hay mắc lỗi. Khi chúng ta bắt đầu làm chủ được với cái đồng lương của mình rồi, cái tài chính của mình có thể tự thu, tự chi, tự làm tất cả mọi thứ mà không phải xin phép ai cả, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái lỗi này xảy ra. Và đây chính là 5 lỗi mà Ly đã làm trong suốt những năm 20 tuổi của mình. Và đến một ngày mình chợt nhận ra là mình không có những cái thứ này ở trong cuộc đời mình thì mình vẫn ổn. Thế nên là ngày hôm nay thì Ly sẽ chia sẻ cho các bạn là 5 thứ mà Ly mong là Ly đã đừng mua nó trong những năm 20 tuổi nhá. Chúng mình bắt đầu luôn. Thứ đầu tiên mà có lẽ là nó sẽ liên quan đến với các bạn mà trong tầm khoảng đầu 20 nhất, đấy chính là chúng ta mua quá nhiều thứ mà chúng ta khi mà nhìn thấy nó lần đầu tiên ấy, first impression là mình thốt lên: ôi sao nó yêu thế, ôi sao nó dễ thương thế, yêu, it's so cute. Có lẽ là khi mà chúng ta mua về, chúng ta sẽ lại để một góc và xong rồi chúng ta không dùng. Hoặc là đến một lúc nào đấy, khoảng một năm sau hoặc nửa tháng sau, mình thấy là hình như cái này mình chẳng bao giờ dùng cả, nó chỉ yêu, nó chỉ đẹp lúc mà mình mua thôi. Còn đến một lúc mà mình muốn thực sự là sử dụng nó thì mình lại không sử dụng tí nào. Ly có một bộ sưu tập bút màu và sticker và ribbon và bút xóa họa tiết hồi mà Ly đang thích làm planner. Và đến bây giờ gọi là cầu xin em trợ lý là em ủng hộ chị đi, tại vì em đang như thế thì em ủng hộ chị đi. Em đang thích làm planner, em đang thích vẽ planner thì em ủng hộ chị đi, nhưng mà em trợ lý vẫn không, em thích cái gì thì em mới lấy cơ. Đấy là một cái mà mình cảm thấy là ngày xưa mình đã tiêu quá nhiều tiền vào những cái thứ quá đáng yêu và quá dễ thương như thế rồi. Bản thân Ly thì Ly cũng không hay bị mắc phải cái lỗi này lắm, tại vì trước giờ thì cái phong cách của Ly nó cũng không phải là quá lồng lộn hay là quá theo thời trang. Ly sẽ thích mua những thứ mà Ly mặc bền vững lâu dài chứ không phải là cute hột me. Ly thấy hiện tại bây giờ có một cái trend là mọi người rất là hay làm những cái video dạng Shopee haul, đúng không nào? Thì các bạn mua những cái giật tít, những cái món đồ siêu rẻ luôn, kiểu 500.000 mua tất cả tủ đồ chẳng hạn như thế. Những cái món đồ mà ngày xưa mình mua quá rẻ, xong rồi mình không suy nghĩ quá nhiều khi mua những món đồ đấy, và mình mua những món đồ đấy chỉ vì là nó đang on trend. Thì nói thật ấy, mình chỉ mặc nó được 1-2 lần thôi, mà như thế thì nó lại rất là phí. Bây giờ cho ai thì nó cũng quá, nó out of date rồi, nó quá trend rồi thì không ai mặc nữa. Có thể nhiều khi là mình chỉ mặc sau 1-2 lần nó đã rách rồi. Thì như thế là những cái món đồ chất lượng kém, và những cái món đồ nó chỉ mặc lên chụp hình đẹp một lần thôi. Thì như vậy khi mà chúng ta mua quá nhiều thì nó sẽ khiến cho chúng ta bị phí rất là nhiều tiền. Chung là các bạn nên là đầu tư vào quần áo chất lượng, và dù có trendy hay là không đi chăng nữa thì cũng phải có chất lượng thì chúng ta mới mặc lâu dài được. Và nếu chúng ta chỉ mặc 1-2 lần thôi cũng không sao, nhưng mà khi mà chúng ta cho người khác hoặc chúng ta bán thanh lý cho bạn khác thì vẫn còn được cái chất lượng cái sản phẩm đấy để mà mọi người có thể dùng tiếp được, chứ không phải là bây giờ không biết cho ai cả, và như thế thì rất là phí tiền, phải không nào? Cái này ấy là Ly hay mắc phải nhất vào hồi mà Ly mới bắt đầu đi làm, và cũng như là mới bắt đầu kiểu mua được iPhone xịn xịn một tí. Việc mà chúng ta thay đổi điện thoại liên tục thì nó cũng đi kèm với việc là chúng ta sẽ thay đổi ốp điện thoại liên tục. Và ngày xưa khi mà hồi mà Ly mới còn dùng iPhone 6 với cả iPhone 7 ấy, oh my god, Ly nói thề luôn là Ly thay điện thoại, thay cái vỏ điện thoại ấy gần như hàng tuần luôn. Và dần dà từ ngày xưa là mình kiểu vỏ điện thoại rất là lồng lộn, đến bây giờ ấy, các bạn nhìn thấy không? Vỏ điện thoại mình trơn một màu luôn. Và mình cảm thấy rất là happy về cái vỏ điện thoại này. Thứ nhất là nó liên quan đến vấn đề công việc, tại vì khi mà chúng ta làm việc, đặc biệt là kiểu livestream hay là lên sóng truyền hình hay là làm bất cứ cái gì mà mình phải lôi điện thoại ra để mình làm một cái động tác nào đấy, thì nếu mà vỏ điện thoại của mình quá cute hoặc me hoặc là quá óng ánh hoặc là có một cái logo, một cái brand nào đấy thì nó sẽ không được cầm lên, đúng không nào? Chúng ta phải bỏ vỏ điện thoại ra. Thế nên là việc của mình có một cái vỏ điện thoại kiểu simple như này thì nó cũng thuận tiện cho công việc của mình hơn, và cũng như là nó cũng người lớn hơn nữa. Mà ai cũng thích cái vỏ điện thoại này của Ly, tại vì gần như là lúc nào giơ lên trông nó cũng đẹp. Đấy, thì nói chung bạn đừng mua nhiều vỏ điện thoại nhé, trừ khi là bạn thích sưu tầm thôi. Nhưng mà nếu mà sưu tầm xong mà không biết phải thanh lý ở đâu ra thì lúc đấy bạn sẽ nhận ra là mình hơi mắc sai lầm một chút. Rồi, điều thứ tư thì cái này liên quan đến vấn đề beauty một chút. Chúng mình hay bị là hoa mắt với những món đồ beauty
dạng mini size. Mini size là một thứ rất là tốt để chúng ta có thể test thử các cái sản phẩm và cũng như là thử xem là nó có phù hợp với mình hay không, hoặc là nếu bạn thấy là bạn không phải là một người dùng quá nhiều mỹ phẩm và bạn chỉ muốn lâu lâu điều điệu lên một tí thì chúng ta mua mini size rất là ok. Và như vậy thì tính ra thì nó vẫn tài chính hơn là so với là chúng ta mua full size. Nhưng mà tuy nhiên ấy, một cái điểm của mini size đấy chính là khi mà chúng ta bị dấn thân sâu quá vào cái cơn bão mini size thì chúng ta sẽ dễ bị là mua quá nhiều. Ví dụ như bản thân Ly hồi ngày xưa khi mà Ly đi học đại học thì hồi đấy chưa có nhiều tiền. Mỗi ngày đi làm một tiếng, đi làm ở trong trường, đi làm phòng mail room, tháng chắc kiếm được $100 là cùng. Xong rồi cứ mỗi lần là kiểu Sephora sale, rồi kiểu bán cái bundle, bán những cái gift box, những cái món mini mini nhỏ nhỏ kiểu Benefit, xong rồi Too Faced, xong rồi kiểu Smashbox. Ôi hồi đấy mình mê lắm, kiểu mua một cái set $25 được 5 món mà xong rồi nhiều món không dùng được. Đến bây giờ thì nói thật là tủ đồ của mình đa phần là đồ full size là chính. Tại vì lý do là cứ có gì đồ mini size là mình lại give away, hoặc là có cái gì đồ mini size là mình lại cho người này cho người kia để mọi người dùng. Mình sẽ thích là mình ra cửa hàng mình thử nghiệm cái món đồ đấy xem mình có phù hợp hay không, xong rồi mình mới mua, chứ mình cũng không mua đồ mini size quá nhiều. Tại vì nói thật là khi mà bạn mua đồ mini size quá nhiều và cái lượng rác bạn thải ra trong môi trường nó cũng quá lớn, thế nên là trừ khi là bạn cực kỳ không muốn chi quá nhiều tiền vào make up và bạn đảm bảo là bạn sẽ không bị dấn thân quá sâu thì chúng ta mua đồ mini size rất là ok. Tại vì nói gì thì nói thì cái lượng mini size ở trong cái sản phẩm skincare nó quá ít so với một cái chai full size, mà nhiều khi chúng ta phải dùng full size thì chúng ta mới kiểu lấy được hết hiệu quả ấy. Còn cái mini nó thật là chỉ để cho bạn cảm nhận được cái textures của sản phẩm lên trên da của mình thôi, chứ nó chưa chắc là nó đã kiểu phục vụ được hết nhu cầu của mình là test xem là sản phẩm đấy mình liệu có hợp hay không. Tại dù gì thì skincare chúng ta cũng cần nhiều thời gian để thử nghiệm hơn mà. Còn ngoài ra nữa, son chúng ta cũng có thể mua mini size được, nhất là bạn nào mà thích kiểu sưu tầm nhiều màu son khác nhau. Một cái khác mà có thể mua mini size được nữa đấy chính là tẩy da chết body và tẩy da chết mặt, tại vì những cái đấy là những cái mà chúng mình dùng khá là ít. Body lotion mua mini size cũng ok, còn lại thì thôi mua full size đi mọi người ạ, tại vì dù gì dùng sẽ đến hết thôi. Eyeshadow nữa mua mini size, với những cái món đồ mà kiểu hơi high end một chút, kiểu Huda Beauty hay là Natasha Denona, những cái hoặc là kiểu Fenty, kiểu những cái ô nhỏ mà đồ high end thì mình mua ok. Rồi, và một cái món cuối cùng mà Ly sẽ muốn chia sẻ với các bạn, cái này hơi liên quan đến vấn đề điện thoại hơn một chút. Bản thân Ly không phải ngày xưa đâu, bây giờ vẫn chơi. Đấy chính là Ly chơi game online khá là nhiều trong điện thoại. Ví dụ như The Sims này, xong rồi Candy Crush này, xong rồi có cái gì nhỉ, Township đấy, Ly chơi rất là nhiều. Lâu lâu ấy, những cái app nó sẽ nhảy vào là bạn có muốn mua cái này không? Đây là một gói vàng 500 miếng, bạn sẽ chỉ mua với giá là 50.000 chẳng hạn thế. Thì lúc đầu mình thấy là 50.000 ok, để thì qua bàn cho nhanh, bàn nhất là bàn kiểu Candy Crush ấy. Nhưng mà những cái vàng này nó tiêu rất là nhanh mọi người ạ, nó tiêu nhanh dã man luôn ấy. Thế nên là nó cứ đẩy mình để mua càng nhiều những cái in game app. Và như vậy thì đến lúc ấy mà cái bill Apple về cho mình thì nó quá nhiều tiền. Liệu biết là nghe đến đây mọi người kiểu bĩu môi như Angelina đi theo bĩu môi đây. Nhưng mà wow, things happen. Rồi thì cuộc sống của bạn cũng sẽ có những thứ đấy xảy ra thôi mà. Thì đó là những cái mà Ly muốn chia sẻ với các bạn, những cái kiểu gọi là những cái góc hơi buồn cười của Ly một chút. Ly muốn chia sẻ với các bạn về những cái kinh nghiệm của mình trong việc tiêu tiền shopping hàng ngày. Và Ly hy vọng là với 5 cái lỗi lầm này của Ly ở trong quá khứ và Ly chia sẻ đây cho mọi người thì mọi người có thể có một chút bài học nho nhỏ từ Ly để có thể giúp cho mình trong thời gian sắp tới là tiêu ít hơn và cũng như là tiết kiệm được nhiều tiền hơn để chúng ta mua được nhiều quần áo hay và make up đẹp hơn nhá. Và ở trong video này thì chúng mình sẽ có một cái big giveaway, và trong cái chiếc hộp này thì ở đây á, Ly có 3 món quà khác nhau, 3 phần quà khác nhau dành cho 3 bạn ở trên YouTube. Chúng mình cũng sẽ có cả giveaway ở trên Instagram và cũng như là giveaway ở trên Facebook nữa trong đợt cuối năm này. Và đầu tiên ý, nó hơi liên quan đến một trong năm những thứ mà Ly vừa nói trong video này, đấy chính là một set mini size nước hoa đến từ Lancôme. Và đây chính là 5 bạn nước hoa mini của Lancôme trị giá hơn 1 triệu đồng cho cả cái set này, liền mà Ly muốn dành tặng cho mọi người để mọi người có thể tham khảo và thử nghiệm. Thì Ly hy vọng là với 5 set này thì các bạn sẽ
vui khi mà nhận được món quà này nhé. Và đây sẽ là set đầu tiên mà chúng ta sẽ nhận được trong ngày hôm nay. Set thứ hai á thì nó liên quan đến một chút đến công nghệ để Ly có thể gọi là sao ủng hộ cho các bạn nam đang xem video này của Ly. Đây sẽ là một cái món quà mà Lazada đã tự tặng cho Ly đợt sale 11 tháng 11, nhưng mà bản thân Ly thì có đồng hồ rồi, thế nên là Ly đã giữ lại để tặng cho mọi người. Đấy chính là một chiếc đồng hồ Xiaomi, đồng hồ thông minh, đồng hồ sức khỏe của Xiaomi, có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện ở đây và Linh nghĩ là sẽ có rất là nhiều bạn sẽ thích. Và chiếc đồng hồ này thì có tận hai cái dây khác nhau, một cái dây màu đen và một cái dây màu xanh, thế nên là con gái hay con trai dùng cũng đều được, thế nên là xem ở phần description box để biết thêm chi tiết nha. Rồi và tiếp đến thì chúng mình sẽ có một cái phần quà lớn hơn, thì đây chính là 4 bước skincare full size mà Linh muốn dành tặng cho mọi người đến từ AHC. Đây là bộ AHC Peony Bright, bao gồm là có sữa rửa mặt này, có spot corrector nghĩa là serum đặc trị. Tiếp đến là chúng ta có cả serum cho toàn mặt luôn để làm bóng da, và cũng như là chúng ta có một hũ kem toning up, hũ kem nâng tông. Và đây chính là một bộ full size skincare mà Lim muốn dành tặng cho một bạn may mắn ngày hôm nay của chúng mình. Đây, bộ này rất là xinh. Và với ba phần quà này, một phần quà về nước hoa, một phần quà về skincare, một phần quà về công nghệ như này, thì Lim nghĩ là mọi người sẽ khá là vui cho cái giveaway lần này. Nhưng mà anyway, thì mọi người muốn thắng được một trong ba món quà ở đây thì hãy xem ở phần description box ở phía dưới. Ly sẽ để tất cả thông tin siêu đầy đủ cho mọi người để mọi người tham gia nhé. Và thời gian tham gia thì sẽ rất là ngắn thôi, thế nên là mọi người tranh thủ, và cũng như là đừng quên ghé qua Facebook và ghé qua Instagram của Ly để có thể xem được những phần quà giveaway khác trong cái đợt cuối năm này mà Ly đã dành tặng cho mọi người. Và Ly hy vọng là ngày hôm nay mọi người đã có những giây phút thật là vui với Ly, và cũng như là relaxing. Chúng mình không cầu kỳ quá nhiều trong video lần này đâu, và chúng mình sẽ gặp lại nhau trong video lần sau nhé. Và nếu như bạn có bất cứ một cái gợi ý gì cho Ly thì hãy để ở phía dưới cho Ly biết. Và thế thôi, bây giờ thì Ly đi đây. Bye bye mọi người. Mua.